Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC1 và VTC14. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 15 tháng 7 năm 2016. Tôi là Thu Thủy. Và sau đây là những điểm tin chính của bản tin ngày hôm nay. Tôi là Thanh Mai. Bé trai 6 tuổi ở nhà một mình rơi từ ban công tầng 11 của chung cư xuống và tử vong tại chỗ. Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận cặp song sinh dính liền tại Hà Giang và những nhận định ban đầu về khả năng tách rời hai bé trai này. Ký ức của những người trong cuộc về ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền đầu tiên tại Việt Nam gần 30 năm trước. Xin mở đầu với phần điểm tin từ sáng đến tối. Nước Pháp lại đang trải qua những thời khắc kinh hoàng khi một vụ tấn công đẫm máu khác vừa xảy ra ở thành phố Nice, khiến ít nhất 84 người thiệt mạng và khoảng 150 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 20 tối qua ngày 14 tháng 7 theo giờ địa phương, tức là khoảng 4 giờ rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Đồ họa sau đây sẽ cho thấy vụ tấn công diễn ra như thế nào. Một người đàn ông lái xe tải màu trắng phóng nhanh trên đại lộ Promenade ven bờ biển thành phố Nice rồi đâm vào đám đông đang rời đi sau khi xem pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh Pháp. Chiếc xe tải đã cán lên dòng người kéo dài khoảng 2 km. Nhà chức trách gọi đây là hành động khủng bố. Nhân chứng cho biết cảnh sát đã bắn hạ tài xế xe tải. Giới chức Pháp cũng đã tìm thấy súng và các vũ khí lớn hơn trong chiếc xe tải tấn công. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính của kẻ lái xe. Thưa quý vị, trong vụ tấn công khủng bố vừa xảy ra, không ít người đã bất ngờ khi biết rằng ngay trước thời điểm chiếc xe tải tăng tốc và lao vào đám đông, có một người đi mô tô đã đuổi theo, cố gắng dừng chiếc xe. Tuy nhiên, nỗ lực của người này đã không thành. Video được quay từ một ban công cho thấy chiếc xe tải trắng lao đi trên đường Promenade. Một người lái mô tô đã đuổi theo, tung mình để bám vào xe tải, cố gắng chặn nó lại trước khi xe lao vào đám đông đang xem pháo hoa. Video cũng cho thấy một số cảnh sát dường như đã nổ súng để cố chặn chiếc xe nhưng cũng không thành công. Ngay sau khi chiếc xe tải lao vào đám đông theo hình rích rắc với tốc độ cao, cảnh tượng dẫm đạp để chạy thoát thân đã diễn ra. Nhiều nhân chứng kể lại, sau khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng vừa diễn ra trước mắt mình, họ phải chen nhau để chạy càng nhanh càng tốt. Một sự cố thương tâm vừa xảy ra vào trưa nay ngày 15 tháng 7 có lẽ sẽ khiến cho nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt là những người đang sống ở chung cư phải giật mình. Đó là một bé trai 6 tuổi tử vong vì bị ngã từ ban công tầng 11 của khu chung cư cao cấp Rainbow Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội khi ở nhà một mình. Theo những người chứng kiến, vào khoảng 11 giờ trưa nay, họ nghe thấy tiếng động mạnh bất thường ở trên mái hiên tầng 1, rồi phát hiện ra một bé trai nằm bất động. Trao đổi với phóng viên Chào buổi tối, lực lượng cứu hộ khu vực Hoàng Mai cho biết khi đến hiện trường, cháu bé này đã tử vong. Trước đó, bảo vệ và người dân ở chung cư cũng đã được đưa được thi thể của cháu xuống phía dưới. Theo người dân sinh sống ở tòa nhà, bé trai 6 tuổi sống trên tầng 11. Thời điểm tai nạn, cháu bé ở nhà một mình, bố mẹ đều đi làm, còn bà cháu bé thì đi đón chị gái đang học ở trường. Có thể trong lúc vui chơi thì đồ chơi của cháu là con robot bị rơi ra lan can giếng trời. Cháu bé cố dướn người để chụp lấy thì bị ngã. Lực lượng chức năng cho biết lan can ban công của tòa nhà được thiết kế khá cao, khoảng 1,2 đến 1,5 mét. Tuy nhiên, tại ban công của gia đình lại có nhiều vật dụng như là thùng ghế, thùng xốp, thùng sơn, nên có nhiều khả năng cháu bé đã trèo lên để lấy đồ chơi và gặp nạn. Thưa quý vị, chung cư Rainbow Linh Đàm được biết là một khu chung cư cao cấp, hoạt động được gần 2 năm gồm 21 tầng. Để đảm bảo an toàn, nhiều gia đình đã phải gia cố thêm chuồng cọp và thêm dây dù hoặc bạt tre. Nhưng điều này thì cũng khiến nhiều bậc cha mẹ phân vân, vì nếu như làm chuồng cọp thì khi hỏa hoạn xảy ra lại không có đường để thoát hiểm, và nếu như không làm thì lại gây nguy hiểm cho con trẻ. Vâng, và có nhiều chung cư tại chính bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã từng xảy ra các vụ trẻ em ngã từ các tầng cao xuống đất. Gần đây nhất là tháng 8 năm 2015, một bé trai khoảng 8 tuổi đã rơi ở độ cao hơn 30 mét từ ban công xuyên qua mái tôn của một quán cà phê ở tầng 1 nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.
Sau live show tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 7, tới đây tại Hà Nội, Hồ Ngọc Hà sẽ tiếp tục kể những câu chuyện tình yêu bằng âm nhạc trong live show Love Song. Love Song sẽ cho thấy một Hồ Ngọc Hà hoàn toàn khác, không còn sôi động với những bước nhảy khoe thân cùng vũ đoàn, mà là những bản ballad nồng nàn say đắm để kể những câu chuyện tình yêu, và 100% bài hát đều là về các câu chuyện tình mà cô đã trải qua. Đêm nhạc Love Song tại Hà Nội sẽ được biên tập và chất lọc hơn so với lần tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh. 60% bài hát được giữ giống với đêm nhạc đầu tiên. Riêng phần sân khấu sẽ được đầu tư hơn và khách mời cũng sẽ khác. Trong đêm nhạc, Hồ Ngọc Hà sẽ hát 25 bài nhưng không đồng nghĩa tương ứng với 25 mối tình, bởi mỗi cuộc tình sẽ được kể qua 7 đến 8 ca khúc. Hồ Ngọc Hà chia sẻ có hai bài hát rất khó hát và cô cũng rất sợ khi bị yêu cầu thể hiện. Đó chính là hai sáng tác của nhạc sĩ Phương Nguyên, Đắn Đo và Chơi Vơi. Bởi nữ ca sĩ tiết lộ, chuyện tình yêu của cô cũng đang là như thế. Sẽ có một số những cái món quà bất ngờ, ví dụ như là những khách mời như anh Tuấn Ngọc, rồi Lu, những người mà mọi người đã yêu mến và đã biết đến rất là nhiều những ca khúc mà họ đã từng hát, nhưng mà lần này thì Hà sẽ yêu cầu họ hát những ca khúc chưa bao giờ họ hát. Ngoài cái chuyện là mình hát những ca khúc ballad thì mình sẽ còn lại tiếp tục kể chuyện, mà Hà thì cuộc đời Hà thì rất là lắm câu chuyện, cho nên là Hà hy vọng là sẽ còn rất là những câu chuyện hay nữa để chia sẻ với các khán giả. Qua những câu chuyện sẽ kể, cô mong muốn nếu như trước đây khán giả cảm nhận âm nhạc của cô phần lớn vì họ đồng cảm với tâm trạng mà tác phẩm đem lại, thì nay cô muốn họ nhìn thấy câu chuyện phía sau. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, buổi ra mắt dự án phim điện ảnh mới mang tên Chạy đi rồi tính đã thu hút sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đặc biệt là dàn sao nữ gồm danh hài Việt Hương, người đẹp Diễm My 9X đã xuất hiện ấn tượng trong trang phục áo dài cách tân vô cùng bắt mắt. Với thông điệp hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ chính là gia đình, dự án điện ảnh Chạy đi rồi tính với sự góp mặt của dàn sao Việt Hương, Diễm My 9X, Hứa Vĩ Văn, Nam Thư và phần âm nhạc được thể hiện bởi ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cùng danh ca Bảo Yến, hứa hẹn sẽ là một bộ phim hài mà không nhảm, mang lại tiếng cười và thông điệp ý nghĩa nhân văn nhân dịp đầu năm mới 2017. Dự án phim do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito thực hiện. Ekip sản xuất gồm những nhà làm phim trẻ được biết đến với series sitcom Dán Mác 18+, Căn hộ 69, từng gây xôn xao dư luận vào cuối năm 2014 và gần đây nhất là bộ phim Gái già lắm chiêu, một trong những phim điện ảnh Việt Nam ăn khách nhất nửa đầu năm 2016. Tối nay ngày 15 tháng 7, phim điện ảnh Phan Cuồng đồng loạt được công chiếu tại các rạp ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây có thể coi là bộ phim lạ nhất của bộ ba đạo diễn Trác Lý Nguyễn, Vua Phòng Vé Thái Hòa và nam diễn viên điển trai Johnny Chí Nguyễn. Không chỉ vậy, đây cũng là bộ phim được đầu tư lớn nhất của năm 2016 với tổng chi phí sản xuất lên đến 26 tỷ đồng. Phan Cuồng có sự góp mặt của Vua Phòng Vé Thái Hòa và được làm với phong cách hài giả tưởng, khác hẳn với những phim chọc cười khán giả trước đây như Để Mai Tính, Tèo Em hay Để Hội Tính. Do không tập trung vào các tình huống chọc cười, nội dung phim cũng kén người xem hơn, nên cũng khó đoán doanh thu của Phan Cuồng có thể tiếp tục cao ngất như các phim trước của Thái Hòa hay không. Để mà về vốn thì số nó phải hơn 50 tỷ rất là nhiều. Thì mà cái thể loại phim này nó phải là phim hài tưng âm để một khán giả vô cười ngặt nghẽo rồi này nọ, thì với những thể loại nó an toàn hơn. Trong phim này, Thái Hòa đã thay đổi hoàn toàn, không còn èo lả, yếu đuối như Phạm Hương Hội hay Tèo Em, mà mạnh mẽ, nghiêm túc hơn với hình tượng một anh chàng mê rấp cuồng nhiệt. Nội dung phim là hành trình đi ngược thời gian của một fan cuồng nhạc rock với mục đích cứu nền rock Việt từ hưng thịnh 20 năm trước. Mình tin rằng cái câu chuyện và những nhân vật trong Fan Cuồng nó sẽ làm cho khán giả rất là xúc động. Và khi mà xem xong phim Cuồng thì có thể người ta sẽ bắt đầu yêu thích cái thể loại nhạc rock. Việc quyết định công chiếu Phan Cuồng trong mùa hè được coi là bước đi mạo hiểm của đạo diễn Trác Lý Nguyễn, bởi đây thường là quãng thời gian thống trị của các bom tấn Hollywood. Vì thế, để đạt được những kỳ tích như các phim trước, ekip sẽ cần nhiều may mắn hơn thường lệ.
sáng nay 15 tháng 7, dàn diễn viên phim Cô Dâu 8 tuổi cùng các nhà tài trợ đã tổ chức một buổi làm từ thiện trao 300 xuất quà cùng tiền mặt để giúp đỡ những người dân nghèo trên địa bàn quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Những người già, người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn đều rất cảm động khi được dàn sao tới tận từ tận Ấn Độ xa xôi đến tặng quà, nhất là khi họ đều là những diễn viên đang được hâm mộ tại Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên các diễn viên phim Cô Dâu 8 tuổi làm từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, nữ diễn viên Avikago, người thủ vai Anadi ngày nhỏ cũng đã từng đến thăm và ủng hộ 20.000 đô la Mỹ cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh. Tối nay, các diễn viên Cô Dâu 8 tuổi sẽ có một buổi giao lưu với người hâm mộ và các diễn viên Việt Nam tại nhà thi đấu quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh trước khi có chuyến thăm thủ đô Hà Nội vào ngày mai, ngày 16 tháng 7. Thưa quý vị, chỉ còn 48 tiếng đồng hồ nữa, đêm trung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ diễn ra tại khu du lịch Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngày hôm nay, 32 người đẹp tiếp tục có nhiều hoạt động chuẩn bị cho đêm thi quan trọng này. Trong đó, đáng chú ý là buổi chụp hình quay clip giới thiệu ở bể bơi, nơi vẻ đẹp hình thể của các thiếu nữ được phô diễn tối đa. Đến giờ phút này, các hoạt động đồng hành cùng cuộc thi đã khép lại. Các thí sinh đang gấp rút hoàn thiện khâu chụp hình, quay clip giới thiệu để phục vụ cho các phần thi tại đêm trung khảo diễn ra vào ngày 17 tháng 7 tới. Theo đánh giá, thí sinh miền Bắc ưu thế hơn về một số năng khiếu, ngoại hình cũng rất nổi bật. Nhiều thí sinh đến từ các đại học lớn như Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại thương và các trường quốc tế nên rất tự tin về khả năng giao tiếp cũng như cách thể hiện với ban giám khảo. Song song với hoạt động chụp hình và quay clip bên bể bơi, các thí sinh đang tích cực tập luyện đội hình và kỹ năng trình diễn cho đêm thi quan trọng với sự hướng dẫn của siêu mẫu Hà Anh và biên đạo Crazy Nhóc. Theo đánh giá của ban giám khảo cuộc thi, các thí sinh phía Bắc năm nay hội tụ cả nhan sắc và tài năng tri thức, có thí sinh từng đoạt huy chương vàng quốc tế về khoa học. Đêm trung khảo phía Bắc do đạo diễn Hoàng Nhật Nam làm tổng đạo diễn sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 17 tháng 7 tại Tuần Châu. Mời quý vị và các bạn đến với tiểu mục Chuyện tối nay. Quý vị và các bạn thân mến, với mọi gia đình thì việc có thêm thành viên luôn luôn là một niềm hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó có thể tăng lên gấp bội nếu đó là một ca sinh đôi. Song có một gia đình tại Vị Xuyên, Hà Giang lại chưa hề có một phút giây nào hạnh phúc kể từ khi hai đứa trẻ của họ chào đời. Đó là bởi hai bé trai này đã bị dính liền với nhau từ bụng tới ngực. Hôm qua, cặp song sinh này đã được chuyển từ Hà Giang xuống Bệnh viện Việt Đức Hà Nội để tiếp tục theo dõi. Y học Việt Nam thì cũng đã từng tiếp nhận và can thiệp cho nhiều ca song sinh dính liền, có trường hợp thành công nhưng cũng có những trường hợp thất bại. Và trong chuyện tối nay, chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về trường hợp cặp song sinh dính liền rất đặc biệt ở Hà Giang, cùng những ký ức của những người trong cuộc về ca tách cặp song sinh dính liền đầu tiên ở Việt Nam gần 30 năm trước đây. Cặp song sinh dính liền là con của sản phụ Phan Thị Phẩy, 20 tuổi, ở xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Được biết, lúc 1 giờ sáng ngày 13 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên, Hà Giang tiếp nhận sản phụ Phẩy trong tình trạng chuyển dạ thai song sinh 9 tháng và được chỉ định mổ cấp cứu. Trong khi mổ, các bác sĩ đã phát hiện ra hai bé trai dính liền với nhau từ ngực đến bụng, trùng dây rốn, hai thai có trọng lượng 4,9 kg. Qua thăm khám sơ bộ, các bộ phận tim, phổi, thận của hai cháu bé vẫn tách rời. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác hơn, cần phải kiểm tra thêm bằng kỹ thuật cao. Gia đình cho biết, trong suốt thời gian chị Phẩy mang thai 9 tháng, chỉ thực hiện siêu âm khám thai 2 lần và cả 2 lần, các bác sĩ đều kết luận thai nhi khỏe mạnh, không có điều gì bất thường. Các bác sĩ chuẩn đoán là thai vẫn tốt đều, thai đôi hai đứa đều như nhau. Lúc mổ xong thì bác sĩ nói bảo cho gia đình đi nhận con, thì vào đấy thì thấy hai đứa gắn liền nhau ở đấy. Trao đổi với phóng viên VTC trong chiều ngày hôm nay, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cho biết đây là ca song sinh dính liền rất phức tạp. Dù các bộ phận tim, phổi, thận của hai cháu bé ban đầu được nhận định là tách rời, nhưng chưa thể khẳng định chắc chắn bởi cần thêm những chẩn đoán chính xác hơn bằng các kỹ thuật cao. Chưa nói, phần dính liền từ ngực đến bụng khá dài và trải dài trên phần quan trọng nhất của cơ thể thai nhi nên không dễ dàng can thiệp tách rời. Hiện các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đang phối hợp với các chuyên gia của các bệnh viện khác để tiến hành hội chẩn và đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho cặp song sinh này.
Việt Nam từng ghi nhận có nhiều cặp song sinh dính nhau rất phức tạp, trong đó riêng Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã từng phẫu thuật tách song sinh dính nhau cho hơn 10 trường hợp, còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương là 5 trường hợp, trong đó có những trường hợp mổ tách thành công và cũng có những ca các bác sĩ chỉ có thể chọn cứu được một cháu bé. Năm 2013, Bệnh viện Đa khoa Kon Tum và Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã tách rời thành công hai bé gái song sinh dính liền phần bụng ở Kon Tum. Sau 2 tiếng đồng hồ phẫu thuật, đây là cặp đôi song sinh dính liền nhau chào đời bằng phương pháp đẻ thường, hy hữu và lập nên một kỳ tích cho ngành y của Việt Nam. Cũng trong năm 2013, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã mổ tách rời thành công cho cặp song sinh dính nhau ở tim, gan và đường mật. Hai bé trai quê ở Ninh Thuận đã 14 tháng tuổi. Việc tách rời được đánh giá là khó khăn bởi phần dính nhau của cơ thể hai bé khá phức tạp. Trước đó, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tách rời hai cặp song sinh dính nhau rất phức tạp là cu cò và cu an, ngay khi hai bé còn nhỏ. Hai bé cu và cò chào đời tại Nghệ An vào năm 2008, dính nhau phần bụng, còn các bộ phận đầu, tay, chân, bộ phận sinh dục, tim, gan được tách riêng và khá nguyên vẹn. Hiện hai bé vẫn sống khỏe mạnh cùng gia đình ở Nghệ An. Còn trường hợp hai bé Cúc và An năm 2003, chung nhau nhiều cơ quan nội tạng như gan, đường tiêu hóa, màng tim, cơ hoành, xương ức, An lại bị thêm dị tật tim bẩm sinh. Cúc có u máu ở cánh tay và ngực. Tiên lượng của các bác sĩ trước khi mổ cho thấy khả năng sống của hai bé chỉ khoảng 50-60%. Nếu cứu sống một trong hai bé thì cơ hội khoảng 70%. Nguy cơ tử vong ca này là cao hơn nhiều so với cặp Nghĩa và Đàn ở Nghệ An, hiện chỉ một cháu còn sống. Ca đại phẫu khi đó kéo dài trong 8 tiếng, khi được mổ tách rời hai bé đã hơn 10 tháng tuổi và nặng tổng cộng 15 kg. Hiện Cúc và An là hai thiếu nữ khỏe mạnh. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền đầu tiên của Việt Nam được tiến hành vào năm 1988 cho hai em bé song sinh Việt Đức chào đời năm 1981. Và ca phẫu thuật này đã kéo dài 16 tiếng đồng hồ với ekip đến 72 bác sĩ, là ca phẫu thuật đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên sóng đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1988. Thành công của ca phẫu thuật chưa từng có tiền lệ này đã được nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Vâng, và đạt được thành tựu y học đó trong điều kiện khó khăn thiếu thốn về vật chất là một hành trình đầy gian nan. Để tái sinh một lần nữa, hai anh em Nguyễn Việt, Nguyễn Đức với hình hài độc lập không thể không nhắc đến giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ. Và sau đây là những chia sẻ của bác sĩ Ngọc Phượng về ca mổ thần kỳ 30 năm trước. Trước tiên xin kính chào bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Thưa bác sĩ, có một câu chuyện nó không mới, nhưng khi nhắc đến thì người ta vẫn không khỏi ngưỡng mộ về tài năng cũng như trình độ của các bác sĩ vào khoảng thời gian năm 1988. Đây chính là ca tách song sinh Việt Đức. Thì chắc hẳn là trước cái ca phẫu thuật đấy, bác sĩ có những cái suy nghĩ và cảm xúc riêng của mình đúng không? Đúng là như vậy. Bởi vì trước khi mổ đó thì cũng biết rằng ca này rất khó, nó chưa có tiền lệ, thì cái chuyện mà sống hay chết nó cũng tùy thuộc rất lớn vào tay các bác sĩ tài năng thì có, nhưng cũng tùy thuộc vào, thí dụ như bây giờ mình không có kháng sinh mới nhất, không có thuốc mê cái loại mà mới nhất, không có máy giúp thở một cách tốt nhất, không máy chạy thận, mà tôi nghĩ bác Hồ nói thì thuốc phải như mẹ hiền, tôi nghĩ mẹ hiền là ở chỗ đó. Thưa bác sĩ, trước ca phẫu thuật Việt Đức thì phương án lựa chọn Việt hay Đức hay ưu tiên ai hơn có phải là một cái điều suy nghĩ và gây khó khăn cho cả ekip hay không? Tôi nhớ lúc đó đó hơn 70 con người mà toàn là những nhà nhiều kinh nghiệm trong y học đó, thì họp hàng ngày, họp thường xuyên sáng chiều, ăn cơm trưa ở trong bệnh viện luôn, để mà họ họp cả tháng trời để bàn cái phương án mổ. Lúc đầu á, tại vì cháu Việt là nó hoàn toàn nó có cái đời sống thực vật, nó không hiểu biết gì hết. Cháu Đức á, thì lại tỉnh táo, rất là lanh lợi. Cho nên á, mọi người á, hồi lúc đầu thì định cắt ngang ở phía trên này cho Việt ở phía trên, thì như vậy là Việt chắc chắn sẽ chết. Rồi á, là để phần lớn cơ thể lại cho cháu Đức. Nhưng mà rất quan trọng đó là thiên nhiên bắt hai cháu nó dính nhau chỗ nào thì mình nên tách ngay cái đường dính đó, thì như vậy nó ít chảy máu,
Và như vậy nó mới có thể sống được. Cuối cùng thì mới thống nhất được, không hy sinh đứa nào. Phần của đứa nào thì để cho đứa đó. Trước khi bước vào cuộc mổ, chúng ta đã phải có rất nhiều bước chuẩn bị, trong đó có việc là chuẩn bị cả mô hình búp bê. Dạ, vâng. Vậy thì cái việc chuẩn bị mô hình búp bê đấy nó có ý nghĩa như thế nào cho cuộc mổ thật sự ạ? Vâng. Vợ của bác sĩ Trần Đông A là chị là chị cũng rất là chịu khó. Chị vào chị gặp hai đứa nhỏ xong rồi chị về chị may cái con búp bê, nó giống y như là Việt và Đức. Nó dính nhau như thế rồi có cái chân rồi như thế. Khi mà thảo luận với nhau về phương án mổ tách, cái đường rạch sẽ ở đâu, thì trên cái con búp bê á, thì mình tha hồ, mình vạch, mình vẽ, mình làm vân vân đủ thứ hết. Thì như vậy là nó cũng sẽ thoải mái hơn. Ca phẫu thuật năm 1988 thì không những bảo toàn tính mạng được cho Việt và Đức, mà anh Việt duy trì sự sống được đến tận năm 2007. Vậy thì cái thành công của ca mổ lẫn cái việc duy trì sự sống cho cả hai anh em, theo cô đánh giá thì cái thành công đấy bắt nguồn từ đâu? Dạ, phải nói là cả thế giới người ta đều khâm phục cho mình á, về cái chuyện đấy. Thứ nhất là cái phương án phẫu thuật tách đôi á, là đúng, cho nên á, là hai cháu không có cháu nào bị hy sinh. Cái vấn đề thứ nhì, phải nói là cái chăm sóc sau mổ vô cùng khó khăn, vô cùng là vất vả. Nhưng mà phải nói ở bệnh viện Từ Dũ, với cái tình yêu thương đối với hai cháu mà chăm sóc được rất là tốt. Đối với Việt thì hết sức là vất vả. Nó không có biết gì hết, nó nằm rồi cứ đút nó ăn, cho nên sau này có cái lúc nó to, mà mỗi ngày mà bồng vác nó đi tắm thôi cũng rất là khó khăn. Và phải thuê, sau này phải thuê hai anh thanh niên chăm sóc phụ đó, để mỗi ngày còn bê nó vô cái bồn tắm đó, cho nó vô rồi xong rồi tắm. Mỗi lần tắm như thế là thích lắm, nó không có hiểu biết gì, nhưng mà mỗi lần dội nước lên người nó mát đó, cười nó thích lắm, là thấy cái mặt nó cũng thấy dễ thương nữa. 30 năm đã trôi qua từ cái ca mổ năm 1988 đúng không ạ? Theo bác sĩ thì trong thời gian đó bác sĩ đánh giá như thế nào về trình độ y học của Việt Nam trong cái việc phẫu thuật tách song sinh ạ? Dạ vâng. Cái trình độ của chúng ta hiện nay đối với việc tách đôi này thì không còn quá khó khăn như ngày xưa. Về hai cháu mà ở Hà Giang hiện nay là đang ở bệnh viện Việt Đức. Tôi nói điều này nha, là không có phải cường điệu gì, nhưng tôi nói chắc chắn hai cháu sẽ được mổ thành công, tách đôi thành công. Chắc chắn là hai cháu sẽ được tách đôi thành công. Bởi vì bệnh viện Việt Đức phải nói rất giỏi, các bác sĩ đó rất giỏi. Và hiện nay thì mình trang bị máy móc, dụng cụ này kia cũng rất là đầy đủ, thuốc, dịch truyền này kia cũng rất là đầy đủ. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Vâng, 28 năm đã trôi qua kể từ ca phẫu thuật tách rời song sinh dính liền đầu tiên. Năm 1981 thì hai anh em song sinh Việt Đức chào đời bị dính nhau ở phần bụng và có cùng bộ phận sinh dục của hậu môn, cân nặng chỉ khoảng 2,2 kg. Sau nhiều năm hai anh em sống chung trong một cơ thể thì anh Việt rơi vào trạng thái hôn mê và sống đời sống thực vật bên cạnh Nguyễn Đức thì vẫn còn tỉnh táo. Và trước nguy cơ Đức bị ảnh hưởng bởi sức khỏe nếu chẳng may Việt mất thì bệnh viện Từ Dũ đã quyết định tách rời hai em. Và như vậy là đến trước ngày phẫu thuật, hai anh em Việt Đức đã cùng nhau chung sống với thân thể dính liền nhau trong suốt 7 năm, cùng vui, cùng buồn, cùng trải qua những bệnh tật. Đó cũng là những ký ức không thể nào quên của người em Nguyễn Đức, dù người anh trai đã ra đi 10 năm. Và tiếp sau đây xin mời quý vị cùng nghe những lời tâm sự của anh Nguyễn Đức về ký ức tuổi thơ gắn liền với người anh song sinh của mình. Xin chào anh Nguyễn Đức. Thưa anh, thông tin về cặp song sinh ở Hà Giang và đã được chuyển xuống bệnh viện Việt Đức có lẽ là có những cái nét tương đồng nhắc anh về cái ca tách song sinh cách đây 30 năm. Thì không biết đến giờ phút này thì những cái ký ức còn lại của anh về anh Nguyễn Việt, hình ảnh rõ ràng nhất đấy là gì ạ? Đối với tôi thì thật sự phải nói là đó là một ký ức rất là nhớ, rất là sâu. Đối với tôi thì anh tôi và tôi là một trong những người mà đã phải chịu qua rất là nhiều những khoảng thời gian khó khăn. Từ lúc mà khi mà anh tôi chưa bệnh cho đến lúc anh bệnh, thì trong những khoảng thời gian đó thì với cơ thể dính liền như vậy thì cái sự di chuyển nó càng khó về sinh hoạt trong cuộc sống, cũng như là những cái căn bệnh mà vu vơ như bình thường, cảm cúm vân vân gì đó thì cũng đều có sự lây cho nhau. Khi mà người này hết thì bị kia hết, và
anh thì có một cái đặc biệt, quan niệm rất là đặc biệt là hát giọng cổ rất là hay. Anh thì thích giọng cổ. Cùng chung một thân thể rồi lại cùng chung cả bệnh tật nữa, thì những cái lúc mà anh Việt anh đau ốm dẫn đến cái việc là hai anh em cùng phải chịu chung cả niềm vui, cả nỗi buồn, cả nỗi đau nữa, thì anh có thể mô tả lại cái quãng thời gian đấy không ạ? Đó là một khoảng thời gian rất là dài. Từ năm 1981 từ lúc sinh ra cho đến 1988 là 8 năm. Khoảng thời gian đó là một khoảng thời gian mà tôi đã phải trải ra rất là nhiều những cái kỷ niệm, những cái khó khăn. Bên di chuyển thì rất là khó đó, bởi vì một người phải ngồi và một người phải nằm như thế nào, giống như chị anh L vậy đó. Ví dụ như người này mỏi thì người kia nằm xuống để tránh cái trường hợp mà hai cái khúc bụng nó bị ốp lại như thế này, nó bị ốp lại vậy thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác giống như là bị gò bó đó, khó thở, cho nên là phải có một hai người nằm. Nhưng mà đối với tôi thì tới lúc năm 1986, cuối năm 86 trở đi, thì khi anh tôi bệnh rồi thì anh tôi không ngồi được nữa, thì tôi thì phục lòng là mình là người ngồi hết, mình cũng là người di chuyển và mình cũng là người nằm và ngồi. Nhưng mà cái khó ở đây ở chỗ là khi anh mình bất động và không còn biết gì nữa, thì khi nào mà di chuyển có cái khó hơn là mình phải lôi cả cái sức nặng của anh mình đi. Đó là cái mẫu đó, đó cũng là những cái kỷ niệm mà khó quên nhất. Anh Nguyễn Việt sau ca phẫu thuật năm 1988 thì duy trì sự sống được đến năm 2007, mặc dù trong tình trạng là sống thực vật. Vậy thì khi cái tin anh Nguyễn Việt qua đời thì anh đón nhận thông tin đấy như thế nào? Rất là sốc và không tin chuyện đó nó xảy ra như vậy, và cũng không tin chuyện đó có thật. Chỉ mong rằng là anh mình ở thế bên kia vẫn luôn luôn bình an và tiếp tục có động lực để luôn bên cạnh chia sẻ và giúp đỡ cho mình và đặt câu hỏi cho mình. Ngoài việc cái việc anh mình mất ra thì mà trên cơ thể mình có một số những cái bộ phận mà nó cũng làm cho mình có cảm giác là anh mình vẫn luôn bên cạnh mình. Xin chân thành cảm ơn anh. Cuối cùng thì tôi xin gửi lời chào đến các quý vị khán giả anh xem chương trình Chào Buổi Tối. Vâng, hiện tượng sinh đôi dính liền thì rất hiếm khi xảy ra, với tỷ lệ chỉ khoảng 1 trên 50.000 hoặc 1 trên 200.000. Tỷ lệ này ở Đông Nam Á và ở Châu Phi cao hơn so với các nước khác ở trên thế giới. Tuy nhiên, không phải cặp song sinh dính liền nào thì cũng có đủ điều kiện hoặc may mắn để được phẫu thuật, được tách rời thành công như trường hợp của anh em Việt Đức. Hai người đàn ông sinh đôi dính liền Ronnie và Donnie Galeon mà chúng tôi sắp giới thiệu sau đây là một trong những số đó. Sau khi bố mẹ từ chối phẫu thuật vì lo ngại nguy hiểm đến tính mạng, cho đến nay, hai anh em họ đã sống chung trên một cơ thể được 65 năm. Họ đã được sách kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là cặp sinh đôi dính liền sống thọ nhất thế giới. Anh em nhà Ronnie và Donnie Galeon chưa bao giờ xa nhau dù chỉ là một giây. Dù chỉ có một cơ thể, nhưng cả hai vẫn có cuộc sống bình thường. Bị dính liền nửa thân giữa kể từ khi chào đời vào ngày 28 tháng 10 năm 1951, mọi hoạt động, dù đơn giản nhất, cũng rất khó khăn đối với họ. Hai anh em có bốn tay, bốn chân, tim và dạ dày riêng, nhưng chung bộ phận sinh dục, toàn bộ hệ tiêu hóa như đường ruột, trực tràng, giò não của Donnie kiểm soát. Từ khi lên 4 tuổi, anh em Ronnie và Donnie đã biết làm xiếc để kiếm tiền phụ cha mẹ. Họ không được nhận vào trường học do giáo viên lo ngại cặp song sinh có hình dạng lạ lùng sẽ khiến các em khác không thể tập trung trong giờ học. Cuối cùng cả hai gia nhập gánh xiếc, đi khắp nơi mưu sinh, rồi nghỉ hưu ở tuổi 39. Ronnie và Donnie Galeon cho biết, dù có một số bất đồng, song cả hai cảm thấy hạnh phúc khi sống chung trên một cơ thể. Thỉnh thoảng họ cứ như kẻ thù của nhau, nhưng nhìn chung, họ hợp tác và nhượng bộ lẫn nhau trong cuộc sống. Thực tế thì ban đầu, bác sĩ dự định phẫu thuật tách rời cặp đôi, song không thể đảm bảo cả hai sống sót. Vì vậy, cha mẹ họ không đồng ý phẫu thuật. Đến nay, anh em nhà Galeon đã 65 tuổi và được ghi vào sách kỷ lục thế giới là cặp song sinh dính liền sống thọ nhất. Hơn 70 năm trước, kỷ lục này thuộc về anh em song sinh dính liền người Italia là Giacomo và Giovanni Battista Tocchi, sống đến 63 tuổi. Vâng, xin chia sẻ với chị Thanh Mai và quý vị khán giả là bản thân tôi vào 28 năm trước thì cũng đã từ khi còn là một đứa bé thì cũng đã được chứng kiến ca phẫu thuật song sinh Việt Đức ở trên truyền hình. Và lúc đó với tôi thì rất ấn tượng về sự thành công của ca mổ tách đôi này. Và y học thì ngày càng phát triển. Chúng ta cùng cầu mong cho may mắn sẽ đến với cặp song sinh đến từ Vị Xuyên, Hà Giang. Tuy nhiên, những người làm chương trình chúng tôi thì cũng xin có lời khuyên đến những cặp vợ chồng là chúng ta cần đi khám định kỳ khi mang thai và để phát hiện sớm rủi ro và để can thiệp khi cần thiết. Và chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.